Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm đờm kim hoàn viên mật nghệ được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm OPC. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về đầm kim hoàn viên mật nghệ cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của đờm kim hoàn viên mật nghệ Mật ong cao mật heo, nghệ, trần bì Dạng bào chế Thuốc hoàn cứng Công dụng và chỉ định của đờm kim hoàn viên mật nghệ Dùng trong các trứng đau gan, mật kém, đau dạ dày Trị các trứng, đau vùng thượng vị ở chua nóng rát vùng thượng vị, ăn uống khó tiêu, đầy hơi, sình bụng. Cải thiện tốt triệu chứng táo bón, chán ăn. Chống chỉ định khi dùng đẩm kim hoàn viên mật nghệ. Không dùng cho phụ nữ có thai. Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Liều dùng và cách dùng đẩm kim hoàn viên mật nghệ. Uống trước bữa ăn chính. Người lớn uống mỗi lần năm hoàn, ngày 2 lần. Trẻ em dưới 15 tuổi uống mỗi lần 2 đến 3 hoàn, ngày 2 lần. Trường hợp đau nhiều, uống gấp đôi. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng đẩm kim hoàn viên mật nghệ. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tác dụng phụ của đờm kim hoàn viên mật nghệ. Tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, khi sử dụng sản phẩm có thể gây ra những tác dụng phụ khác nhau. Để đảm bảo an toàn, cần tham khảo thêm ý kiến từ bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng. Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thận trọng, tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tương tác. Khi kết hợp cùng với thuốc hoặc các thành phần trong thức ăn, đồ uống thuốc có thể gây ra một số phản ứng. Do vậy, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiêng khem trong quá trình dùng thuốc. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm đờm kim hoàn viên mật nghệ, đồng thời biết cách sử dụng đờm kim hoàn viên mật nghệ sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.